bảo mình sang Nhật nhiều phết đấy. Anh em là Điền như là du du anh em không thích học tiếng Nhật chứ, nhưng mà có vẻ sang đấy kiếm được thì sang làm học một năm, học một năm thì chắc là sang được, chưa chắc là kiếm được đâu. À, có nhà rồi, có nhà rồi, có nhà rồi. Bên đấy thì là yên nó xuống, nhưng mà cũng không ăn thua lắm, nhưng mà cũng hơn được bên Việt Nam. Thực ra nó không thua đâu, đi được thì đi Hàn.